Chào các bạn, video này ship.vn sẽ review cho các bạn một chiếc đồng hồ. Nó thuộc cái dòng là NH8350 đó. Video này chúng tôi sẽ quay lại chi tiết và cận cảnh những chiếc đồng hồ nó thuộc cái series NH8350 này. Series NH8350 này nó có rất là nhiều màu sắc khác nhau. Chúng tôi sẽ quay từng chiếc và có những cái so sánh đánh giá chi tiết để cho các bạn nào đang quan tâm tới cái dòng đồng hồ NH8350 này, các bạn sẽ có được những cái góc quay rất là chi tiết và cận cảnh trước khi quyết định là có nên đặt mua hoặc là sưu tầm nó có phù hợp với cái gu thời trang của mình hay không. Đó. Mời các bạn cùng chúng tôi review chiếc đồng hồ này nhé. Chào các bạn, đây là chiếc bóc bên ngoài của chiếc Citizen NH8350. Cái phần bóc này chúng tôi đã review trong các video trước đó rồi, nên ship sẽ lướt nhanh qua phần bóc này và đi thẳng vào nhân vật chính của chúng ta. Đó là chiếc Citizen NH8350 có cái tông màu mặt số là màu xanh. Đó. Chiếc đồng hồ này nó có một cái điểm nổi bật, đó là cái mặt số được đánh vân guliche. Những cái vân này nó bao gồm những cái đường mà cắt xéo xuống và xéo lên và một những đường cắt ngang. Nó sẽ tạo ra những cái hình tam giác, đó, nó sẽ lặp đi lặp lại. Đối với những cái kỹ thuật chế tác guliche này nè, nó sẽ làm tăng giá trị của mặt số lên. Nó giúp cho mặt số của chúng ta nổi bật hơn so với những cái mặt số trơn. Ở cái mẫu đồng hồ này thì bên hãng Citizen họ đã quyết định là thiết kế như cọc số, và cọc số là màu trắng. Màu trắng cho nó nổi bật trên cái nền mặt số là màu xanh. Ở đây là có 3 kim, kim giờ và kim phút và kim giây. Ở đây là ô lịch ngày và lịch thứ trong cùng một ô cửa sổ luôn. Mẫu đồng hồ này nó có cả lịch ngày và lịch thứ, nó hơn những chiếc đồng hồ khác. Thường thường những mẫu đồng hồ nó chỉ có ngày thôi, không có lịch thứ. Ở mẫu đồng hồ này chúng ta đã có lịch ngày và lịch thứ luôn. Ở trên đây là tên thương hiệu Citizen nè, dùng chữ Automatic cho chúng ta biết đây là mẫu đồng hồ cơ khí và có cơ chế là lên cót tự động. Đó. Các bạn cần phân biệt nha, một số mẫu đồng hồ cơ khí nó sẽ không có cơ chế Automatic, nó bắt buộc chúng ta phải lên cót bằng tay. Đó. Ở đây mẫu đồng hồ chúng ta nó có cả cơ chế là lên cót bằng tay và cái cơ chế là lên cót tự động. Còn trong tiếng Anh nó còn tên là self-winding, tức là nó tự lên chỉ cót đó. Về phần bên hông thì nó sẽ giống với những cái dòng mà những chiếc đồng hồ trong cái dòng NH8350 khác là được đánh bóng. Đó. Chỉ có phần dây thì đối với dòng NH8350 thì nó có hai cái loại thiết kế dây, một cái loại là thiết kế có 3 mắt, còn cái loại này nó thiết kế kiểu 7 mắt, 7 cái dải song song với nhau. Đó. Cái mắt cho nên chúng ta là bề ngang nó cũng nhỏ hơn. Đó. Nó ghép, nó xen kẽ với nhau, những có 4 mắt được đánh bóng và 3 mắt được đánh phai xước xen kẽ với nhau, nó tạo những cái điểm nhấn cho nhau. Khóa thì vẫn là khóa một lần gấp. Đó, khóa nó gấp từ một đầu nên nó gọi là khóa một lần gấp. Đây là tên thương hiệu Citizen này. Đây là phần mặt sau. Mặt sau bao gồm những thông số rất là quen thuộc, stainless steel này, làm bằng thép không khí 316L. Đây là cái loại thép mà nó sẽ chịu được va đập rất là tốt. Có nhiều vị khách ngộ nhận là tưởng là thép 316L này thì nó có khả năng chống xước giống như kính sapphire luôn, nhưng vì cách người ta yêu cầu ta tưởng là có khả năng chống xước. Thực tế thép thì nó chỉ có đặc tính là nó chịu được va đập tốt thôi, nó không có bị mớp giống như nhôm mà các bạn va đập cái là nó sẽ bị mớp luôn, còn thép thì nó sẽ cứng hơn nhôm đó, thì vậy nó chống va đập tốt chứ không phải là nó chống xước. Thép thì các bạn đeo một thời gian nó sẽ bị xước dâm, đó là chuyện bình thường. Đó là về cái đặc tính của thép. Còn ở đây là Citizen Quad Core nè, và tôi đi ship 53 thì chúng ta có thể đi câu cá giải trí, những cái hoạt động mà tiếp xúc với nước ở mức nhẹ đó. Ở đây là cái serial number này, ngay chính giữa luôn, nó còn gọi là giống như cái chứng minh nhân dân của chúng ta vậy. Đây là Japan Movement, tức là nó được máy thì được sản xuất tại Japan nhưng mà được lắp ráp ở nước thứ ba đó. Là tất cả những thông số trên thẻ tát. Đối với cái chiếc đồng hồ mặt số màu xanh này nè, nó có cái điểm hay là hiện tại ship.vn đang có một chương trình khuyến mãi là hiện tại nha. Tin chương trình mà nó có thể kết thúc bất kỳ khi nào, khi mà trên website nó không còn hiện thông báo khuyến mãi nữa thì nó sẽ ngừng. Đó. Hiện tại ship.vn là có tặng một bộ dây da. Đối với chiếc đồng hồ này thì nó là cái kèn của nó là 18. Nếu mà các bạn đeo một thời gian các bạn không thích dây thép á, các bạn có thể tháo cái dây thép ra. Bạn chỉ cần ở đây nó có cái 2 cái G nè. Các bạn cứ lấy cái cây mà tháo dây á, các bạn thọc vô đây còn chiều nó lên. Hoặc các bạn xem cái video hướng dẫn tháo dây gắn dây da vô á. Đây, sẽ có sẵn bị sẵn hai bộ dây da nè. Một bộ đây là màu xanh, này là màu xanh tươi, đây là màu xanh, cũng là màu xanh luôn mà màu xanh đậm hơn. Cả hai bộ đều là thiết kế là chỉ màu cam hết, màu cam cho nó trông nó nổi bật trên nền màu xanh và trông nó thể thao. Đó.
Các bạn có thể lựa màu xanh nào cũng được. Nếu mà các bạn không lựa thì ship sẽ chủ động lựa theo là cảm thấy phù hợp nhất. Trong đơn hàng các bạn phải ghi chú, nếu mà chúng tôi không thấy ghi chú thì chúng tôi sẽ chủ động lựa một bộ dây nó phù hợp với cái mặt số nhất, phù hợp với cái mẫu đồng hồ nhất đó, để các bạn đỡ phải lựa. Đó là cái thông tin về những cái chương trình khuyến mãi đang diễn ra. Còn về cái thông số thì các bạn có thể gõ, các bạn có thể tìm lại thông số và cái tình trạng còn hàng bằng cách gõ cái mã sản phẩm này. Các bạn gõ đúng cái mã này luôn là H8350-59L thì nó vào trong cái ô tìm kiếm trên website của ship.vn á, nó sẽ ra đúng cái thông cái mẫu này, nó sẽ ra kết quả là đúng cái mẫu này thôi. Còn nếu mà các bạn gõ NH8350 á, nó sẽ ra được rất là nhiều màu. Hiện tại cái mẫu này nó đang có sẵn khoảng 7-8 màu á, các bạn có thể xem được nhiều màu hơn. Đó là cái mẹo trong quá trình tìm kiếm đối với những mẫu đồng hồ này. Thì đây là một mẫu đồng hồ chúng tôi đánh giá là bán là rất là khá là chạy, chúng tôi thấy khách hàng rất là thích. Mẫu đồng hồ này màu xanh thì nhìn nó cũng khá là an toàn, màu xanh nó cũng không phải là quá nổi bật giống như những màu khác. Trong những màu sắc thì màu đen là cái màu an toàn nhất, màu trắng thì nhìn nó thanh lịch nhưng mà nó không ngầu. Đó, màu đen là an toàn nhất, còn màu xanh này cũng thuộc nhóm cái màu gọi là an toàn. Tuy nhiên cái màu xanh này nhìn nó sẽ trẻ trung hơn và nó tươi sáng hơn so với cái màu đen. Đó. Còn về màu sắc thì các bạn cân đối vào cái gu thời trang của mình và lựa cho nó phù hợp. Đó. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.